À, chúng tôi đang ở đồng Gò Gù, ấp Cái Sậy, xã Tiên Thạnh, huyện Kiến Tường. Thì đây là cái ruộng bị phèn và bị mặn nhạt, thì pH những lúc cao điểm là nó chỉ có 4 chấm mấy, phần 4 chấm mấy, pH còn 4 chấm mấy và phần 4.5, 4.6. Và cái thằng độ mặn ở đây vẫn có, giống như những cái báo cáo về cái quan trắc nha, của khu Kiến Tường, thì có những cái khu là lên tới 2 phẩy mấy phần ngàn, ở dưới con Cương Kinh thì trên ruộng chắc chắn nó cũng phải tầm cỡ đó. Thì cho tới hiện giờ dù đã mưa lớn rồi thì nó vẫn có, tôi vẫn đo lại là 0.7 phần ngàn nha. Thì sau khi đưa cái sản phẩm gia độc cây trồng đấy, sau khi đưa sản phẩm gia độc cây trồng thì hôm nay cái bộ rễ nó đã giọt lên thấy rất rõ ràng ha. Đây những cây mà suy kiệt gần như là chết, bây giờ nó giọt lên như thế này, rất khác biệt. Đây là cái cây lúa được cấy dặm, rễ nó có hai loại rễ, thưa quý vị. Rễ mà trắng trơn có nghĩa là nó chỉ mới ra để nó bám thôi chứ nó chưa hút, còn cái rễ hút là phải có cái rễ lông như thế này. Có rất nhiều bà con thấy là rễ ra trắng hết trơn, nhưng mà nếu không có những cái lông hút này thì nó cũng không có hiệu quả. Nó vào cái dấu hiệu hồi phục thấy rất rõ nữa là hiện tượng là xe. Đây những cái bộ lá trước đây nó bị xe, nó xe là do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất là do vấn đề là bị phèn, bị mặn, bộ rễ quéo không có hút nước dinh dưỡng được cho nên nó quéo. Nhưng sau khi đã được dạy, thì bộ rễ nó mới ra, và cái đọt nó có hiện tượng là gì, nó xe đọt, có nghĩa là cái lá trước bó, thằng sau muốn trồi ra thì nó phải bị ốp lại, nó phải trồi, cố gắng nó phải đẩy ra khỏi cái lớp bào này, cho nên là cái hiện tượng là đây ha, cái lá nó rõ ràng ha. Đó, đây là một dấu hiệu rất là đặc biệt. Đây cây này cũng vậy ha, bộ rễ đang ra như thế này. Đó, như thế này. Nhưng mà đây cái lá để nha, bị quắn nè, bị xe nè. Nhưng mà trong vòng 2 ngày nữa sau khi chúng ta cấy dặm xong, chúng ta đưa nước vào ha, chúng ta bón phân, thì nó sẽ phát triển một cách là rất là mạnh mẽ, đẻ nhánh rất là dữ. Đây dấu hiệu của những cây đang phục hồi rất mạnh mẽ. Đó. Cháu đó tính xịt cái đá này luôn. Dạ. Rồi thằng Tân nó không có cho, nó là không xịt cái nửa lúa yếu thôi, để nửa nhỏ luôn rồi. Đó. Xịt 40 cc nè. Đây nè, còn thằng này là không được nằm, này là thuộc cái dạng dung giải nè, nằm gớt nè. Cái này gớt gớt nè chứ đâu phải cấy. Thấy không? Đó, này đưa ra nè. Kiếp không? Nhé. Ha. Cái này mai xịt luôn quá cậu. Được rồi. Đạo ôm quốc luôn ha. Được rồi, dạ. Ok, đi đi đi, có chấm hết rồi. Nè. Tại vì mình bỏ nó quá trời nè, ừ. Bê nó quá trời nè. Nè. Mấy này nè, thấy ngã nghiêng chứ giờ ra rễ hết trơn rồi nè, dưới này nè ha. Bám nè, trắng trơn rồi ha. Dậm trời trời thì dậm nghiêng vào vậy nè. Ra nè. Đúng ha, này thấy mà này gặp mưa nó hay gì nè, bởi vì nó bung trơn nè. Đó. Nhưng mà rồi. Vậy là được rồi, vậy bám vậy là quý lắm rồi. Ổn rồi. Hả? Còn phải không? Đó. Cái điểm này còn không có 8 phần ngàn là... Nhưng mà giờ này nè, cái này là nở vậy là ngon rồi đó, không có ảnh hưởng gì đâu. Đây nè, ôi ôi thôi ôi nhảy nè, con ra lẹ lắm á, để nó dữ lắm á Phi nè. Ok, dạ.
chết, mình chơi chết toàn nửa đám không phải không? Nửa đám hơn nửa đám không cái. Dạ. Dạ. Nhưng mà giờ là bỏ gì nữa? Này là nuôi luôn chứ. Dưới này nè, cái rỗng rỗng rỉu này nè. Giờ chịu cực là dời mạ tí. Có rồi, cho mạ có rồi. Ừ. Thôi, vậy chứ con không chịu nè. Đây con không chịu nè. Này vậy bịch vậy là không chịu nè. Ừ. Này chắc cái gì. Ừ, bảy trăm đúng không? Bữa nay thì xuống ở đã còn dư giờ xuống dưới này quốc. Vứt cái này không đi, dậm. Giờ ưu tiên cái dậm mấy cái thưa thưa này trước nè. Rồi còn cái lồng trống đó thì mình ấy. Mình dời mạ xuống. Chứ nở lắm quá ơi. Chịu nở nè. Nè bám rễ quăng vô mà nó bám rễ nè. Rồi, còn nở ghê lắm ơi. Nè, coi coi nè Út. Mạ này thì tiếp ra thì mình lôi ra. Ừ, coi nè. Ha, mạ nở về là được rồi nè. Thấy chứ là 4 bụi nè. Dạ đúng. Chữ im mà. Đó. Hả? Ừ cưng, 16 bịch. Ừ. Đó. Bao la là điều dày, mình lỡ sự cố nhưng mà mình sẽ làm nên kỳ tích. 16 bịch với 17 bịch là